Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip như thường lệ tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em đang ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung và anh em Mạnh Trần đã donate qua hình thức Super Chat ở trên YouTube để ủng hộ cho tôi. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Trung Kiệt, anh em Duy Phương đã đăng ký hội viên mới ở trên kênh. Và tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Hồ Khánh, anh em Phát Trần, anh em Phúc Hoàng và anh em Hiếu Thiếu Muối đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng để giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định. Đây là những cái món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa đối với tôi. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Hôm qua lên clip Goblin các anh em khen quá trời luôn anh em ạ. Nên là thôi tôi nên bây giờ tôi lại đam mê Goblin. Anh em nhá. Bộ Goblin thì nó có một cái hay là chúng ta xây dựng từ đầu nhưng mà late game chúng ta có thể chuyển được rất nhiều các cái bộ khác nhau. Đấy. Rất là hay. Cái bộ Goblin là một trong những cái bộ mà để trình diễn đấy anh em ạ. Chuyên để trình diễn. Ví dụ như cái trận đấu mà có những cái con 5 đô 3 sao chẳng hạn thì nhìn nó rất là sướng, đúng không? Rất là đã. Mà tôi cũng xác định rồi là làm 10 clip thì cũng phải có một clip là làm Goblin chơi 5 đô 3 sao. Đấy, để mở rộng đối tượng người xem. Người xem bây giờ đang hơi ít anh em ạ. Nên là cần có nhiều những cái content nó khác hơn một chút so với cả những cái content quen thuộc ở trên kênh anh em nhé. Rồi. Ba con Goblin trước này. Đồ này có cái gì không? Búa sét à? Ghép được cái búa sét. Búa sét thì cũng không ngon lắm. Chơi Goblin thì cái Bling ngon hơn. Bling hoặc là sa băng. Ô, anh em Hữu Tài à? À Hữu Tài, anh em Hữu Tài có hỏi Tuấn Cơm Rưu. Rưu đây, đúng rồi bạn ơi. Dạo gần đây thì anh em cũng biết là kênh này bây giờ nó phổ biến lắm. Tôi thì thực ra thì ngày nào vào trong game thì cũng có gặp các anh em fan thôi. Đấy, nhưng mà có những người chào, có những người không chào. Anh em mà chào đúng tên tôi là tôi chắc chắn tôi chào lại nhá anh em nhá. Đây rồi, có một anh em là đây, từ đá để up con này lên đã rồi trả lời bạn này. Tôi luôn ưu tiên là trả lời các anh em ở trong game thôi. Anh em cứ chat là tôi trả lời thôi. Đấy. Chứ còn tôi cũng chả có. Tôi cũng chả phải là kêu hay gì đâu. Nhưng mà nhiều ông trả lời là Hello Idol thì tôi lại cứ phải cẩn thận. Đây rồi. Ghép đồ nha anh em nhá. Không có cái Bling thì thôi chúng ta ghép cái sắp băng vậy. Ghép cái sắp băng đi. Ghép cái sắp băng. Về căn bản là Bling hay là giáp băng thì đều là có cái tác dụng là bắn trưởng sớm thôi. Chơi Goblin thì nó cần bắn trưởng sớm. Ghép một trong hai cái là được rồi. Cái gì cũng được. Đấy, còn tôi chắc là tôi cũng không phải nhắc lại cho anh em là tại sao mà tôi lại không phải là tôi gặp những cái người chào idol mà tôi không chào, tôi kêu. Mà là bởi vì là nhiều khi là cũng không phải chào mình ý. Hoặc là có những cái đối tượng mà cố tình gài tôi kiểu như là cũng là chào nhưng mà thực ra là cũng là chào tôi đấy, nhưng mà đến lúc mà tôi chào lại thì lại bảo là không phải chào tôi. Tao chào mày đéo đâu. Tao chào cái thằng kia cơ mà. Đấy thì tôi cũng phải hết sức cẩn thận anh em ạ. Đấy chính là cái cẩn thận trong cái việc là làm nghề này. Làm nghề này nhiều khi là bị gài nguy hiểm lắm anh em ạ. Rồi bán cái này đi. Round này phải up cấp. Up cấp nha anh em nhá. Rồi. Không sao, chưa cần kẹp đỏ đâu anh em ạ. Thực ra ấy là hai con Skull Hunter thì nó sẽ gọi ra hai con đệ. Đấy, và hai con đệ đấy thì nó còn hơn cả cái bộ đỏ cơ. Bộ đỏ chỉ được cộng thôi, mỗi con là 100 màu thôi, có 5 con thôi anh em. Đấy, nhưng mà nếu nó gọi ra hai con đệ là nó đã hai con đệ, mỗi con đệ là 300 máu thì nó đã được 600 máu rồi. Đấy, tôi cứ tính sơ sơ thế thôi. Đấy, để cho anh em biết là tại sao mà lại không phải là kẹp đỏ anh em nhá. Hai con Skull Hunter lợi thế hơn. Rồi tôi vứt bớt mấy con này đi. Trận này xác định là chơi Goblin thì cứ vứt bớt đi thôi. Múa tí anh em. Không biết là liệu rằng trận này có hên ra được bom sớm không. Ra bom sớm chơi 5 đô 3 sao rồi tuyệt vời. Đây rồi. Có con mèo được này. Con mèo kẹp vào hai con Skull này. 6 con. Đấy. Gia tăng cái lượng bài ở trên bàn cờ lên 6 con. Ok. Bây giờ mà thêm con mèo nữa nhở. Chờ. Skull Hunter lên 2 sao, thêm đèo, thêm một con mèo xong rồi kẹp đỏ vào, tuyệt vời.
Như thế thì nó lại đội hình trong mơ quá. Tôi cũng chả cần phải như thế đâu. Tôi chỉ cần là bây giờ là thế nào, ra thêm một con Skybreaker lên 2 sao thôi, thế nên yên tâm rồi. Ui. Anh em ơi, tôi tưởng là tôi to, thằng này nó còn to hơn tôi anh em ạ. Dã man thật sự luôn đấy. Thôi xong rồi. Thế là cứ tưởng là ngon nhưng mà đâu có ngon đâu. Trời ơi, thằng này nó ghép Blink sớm, Blink nó ngon hơn cái giáp băng. Đấy mà nó lại có con Flame 2 sao cơ. Tức là nó khỏe hơn. Khỏe hơn nhiều. Con Flame này nó là con 2 đô anh em ạ. So với con Heaven Bomber thì đương nhiên là khỏe hơn nó. À mèo. Ui anh bạn mèo. Ra lại hợp lý nhỉ, nhưng mà ra sớm một round thì có làm sao. Ra đây muộn quá. Ra sớm một round là ngon rồi. Khổ thế chứ này. Bây giờ như này chưa ổn. Bây giờ cho cái con Skybreaker này vào, có thêm Goblin này. Được, như này ổn hơn. Phải lên, phải up thêm một cấp nữa. Up cấp nữa rồi mới cho hai con Skull vào được anh em ạ. Để này ổn hơn. Có thêm cái giáp Goblin. Anh em hữu tài này vừa chào tôi đúng không? Ủa nhìn cũng kinh đấy, nhìn cũng kinh đấy. Chơi chơi hỏa đá, chơi bộ đá. Bộ đá bây giờ đang hot. Cũng đang hot. Nhưng mà tôi thử chơi Goblin cho anh em xem là Goblin nó có khỏe không nha anh em nhá. Thực ra hôm qua tôi chơi rồi. Tôi chơi thì tôi thấy nó cũng khỏe mà. Nó cũng đâu có yếu đâu, đúng không? Rồi, chắc là tôi phải bán con Skull Hunter rồi thôi. Cái hàng chờ này tôi cần phải giải phóng rồi tôi lấy mấy cái con này. Up cấp 6 đã anh em ạ. Up cấp 6 đã. 8 tiền up cấp 6. Round sau mà thắng thì mua con Orc. Thế là sao? Như này có ngon không? Như này liệu có ăn được không? Thực ra bổ sung thêm cái lượng tăng mana thì cũng tốt. Cho con Heaven Bomber nó bắn trưởng sớm. Gladiator nhá, trận này có Gladiator. Gladiator thì thực ra Goblin nó không sợ lắm đâu. Giáp to mà. Mấy cái bộ giáp to nó không sợ Gladiator. Warrior, Clay, Goblin đều không sợ. Ây da. Được. Ui được đấy. Thế này thì ngon rồi còn gì. Đấy. Ba con 2 sao. Ba con 2 sao. Ok. Bây giờ lên lốt con Salivo này. Lên lốt Salivo xong rồi cho vào. Ở level 7. Thế được rồi. Cái thằng top 1 to lắm anh em ạ. Yên tâm. Nó sẽ không mất chuôi cho đến khi gặp lại đâu. Thằng top 1 to lắm. Với cái đội hình như thế kia thì giữ chuôi đến round 15 là ít. Đấy. Từ giờ round 15 thì thế nào thì tôi cũng sẽ gặp lại nó thôi. Hy vọng là như thế. Chứ đừng gặp thằng khác nhá. Gặp thằng khác là nguy lắm. Nè à, trận này có nhiều line up quá nhở. Goblin nữa này. À quên Assassin này. Trên này có cả Assassin nhá, có cả Goblin. Có cả Mết. Starbreaker mua, con này mua. Con này mua hai con. Hai con nữa là chúng ta có thêm một cặp 2 sao. Ba con Starbreaker thì mạnh lắm. Mua trước. Rồi. Để xem nào. Chúng ta tính xem là đang 11 cặp ai anh em nhá. Round 11 là cặp Trung Quốc. Trung Quốc 3 chữ. Đây thằng này. Cặp Trung Quốc 3 chữ. Trung Quốc 3 chữ đang Eco à? Thực ra là cũng không hẳn là Eco. Bây giờ mà kẹp hai con Eco vào thì tôi lại thấy nó có xu hướng nó là tấn công nhiều hơn. Hai con Linh Mục bây giờ không hẳn là Eco đâu anh em nhá. Đây lại ủa trời Witcher ấy. Thằng này chơi Witcher kẹp kẹp 3 Linh Mục đây anh em ạ. Bộ đang hot bây giờ đấy. Anh em chưa xem tôi chơi bộ đấy đúng không? Nhưng mà hứa với anh em là trong mấy cái clip tiếp theo tôi sẽ làm bộ đấy cho anh em xem. Bộ đấy khỏe lắm nhá. Meta mới ấy, chơi cái bộ đấy tuyệt vời luôn. Lấy cái bộ set đi, đánh chuỗi thắng. Rồi. Lấy cái bộ set đã này. Rồi. Có hai công nghệ đúng không? Roll luôn. Bây giờ tôi cần là con gì nhỉ? Sky nhá. Ui giời ơi, không có. Còn một cái công nghệ nữa. Nốt phát rồi mày. Sky. Ui
Ui giới. Cay nhờ. Thôi được rồi, không sao hết. Thằng này thì vẫn thắng được thôi anh em ạ. Thằng này nói chung là nhìn trông nó cũng, ui nó cũng khỏe đấy chứ. Ăn được không? Tôi nghĩ là ăn được. Tôi nghĩ là ăn được. Ui nó cũng khỏe đấy. Đấy tôi bảo anh em rồi mà. Bây giờ ấy, cái kiểu mà nó kẹp hai con linh mục vào ấy, nó không phải là eco đâu anh em. Úi dồi ôi, tự ra này. Skybreaker tự ra trong khi là vừa lấy tôi phải mất hai công nghệ drone. Rồi, thôi. Áp 7 đó. Áp 7 lên. Giờ cần một con sao breaker nữa anh em ạ. Sao breaker nó sẽ thay cho con zipper. Lúc đấy chúng ta sẽ có tổng cộng nó sẽ là 9 con trên bàn cờ. Ok. Như này tôi nghĩ là ổn đấy. Ơ nhưng mà cái thằng kia mất chuỗi rồi. Trời ạ. Mất chuỗi cái thằng nào đây? Ui giời ơi, đây này, bây giờ gặp này. Sao đen thế nhở, mất ở round 11 ạ. Hai lần đen luôn ấy. Cái lần trước tôi gặp nó là tôi cũng đang có chuỗi, nhưng bây giờ tôi gặp nó thì nó mất bố chuỗi. Ui giời, đen thế nhở. Chán thật sự đấy. Mà tôi không hiểu tại sao cái đội hình nó mạnh như thế mà nó vẫn bị cắt chuỗi là sao. Chả hiểu. Thiếu con Grand Herald đúng không? Lên được cái bộ Goblin. Nhưng mà tôi đánh giá mà kẹp Goblin vào 6 Goblin ở level 7 ấy, không mạnh. Mặc dù kể cả để đủ bộ nhá, nhưng mà không mạnh đâu. Không mạnh là bằng là kẹp hai mèo vào. Hai mèo gây đam khỏe hơn đấy. Còn nếu mà chơi đủ bộ Goblin mà muốn chơi kiểu không có con mèo ấy thì lên 8 kẹp Kira. Đấy, dồn đồ cho Velomancer. Nhưng mà cái câu chuyện này nó còn xa lắm. Velomancer phải 2 sao mới chơi được cơ anh em ạ. Ui thằng này to chứ. Ra là con gấu mết rồi này. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa ăn được tôi. Cái tầm này bây giờ nói chung là cái chuỗi này tôi nghĩ là còn lâu mới mất anh em ạ. Với cái đội hình như này chắc là nó phải trên round 15. Nếu mà không có gì thay đổi trong cái đội hình này thì nó sẽ mất chuỗi. Còn nếu mà có cái sự thay đổi tiếp, ví dụ như là Heaven Bomber lên được 2 sao, sao Breaker lên được 2 sao thì cái câu chuyện nó khác đấy nha anh em nhá. Tức là lúc đấy là khi mà lên 8 là thực ra đánh ở 11 nó rất là căng đấy. Tức là 11 con ở trên bàn cờ lúc đấy vẫn mạnh. Đấy lại kéo dài cái chuỗi đến round 20 mấy. Cái bọn Trung Quốc bây giờ nó rất là có hay kiểu là kẹp hai con linh mục, ba con linh mục vào anh em nhá. 4 linh mục nhập. Chơi 4 linh mục rồi kẹp bắn trưởng. Khỏe. Dồn đam rất khỏe. Nhưng mà vừa mới update xong thì tôi nghĩ là cái bộ đấy nó cũng đã phải giảm sức mạnh lép đi phần nào đấy rồi. Nó sẽ không bắp như là cái phần update trước. Tức là update trước thì được 60% đam, nhưng mà bây giờ nó chỉ được 45% thôi. Giảm đi tận 15% là nó khác biệt nhiều lắm. 15% là nó gần như là nó đã bằng hai cái trượng phép rồi, hai cái gậy phép thuật rồi, dành cho con co đam. Mà đây là tận 4 con cơ. 4 con đứng xung quanh cái trượng đấy. Tức là giảm đi rất nhiều đam. Giảm nếu mà tính theo kiểu cộng tổng ấy thì 15 cộng với cả, tức là phải nhân 14 lên. Đấy, giảm đi 15% nhưng mà thực ra phải nhân 14. 4 con nó được hưởng mà. Đúng không? Đấy, mỗi con đấy là nó đều được cộng thêm là 15%. Vậy là tổng này nó đã là giảm đi 60% đam rồi trong cái đội hình rồi. Thằng Gladiator cũng đang có chuỗi. Phải cẩn thận thằng Gladiator mới được, tôi chưa gặp. Nhưng mà nói rồi mà, đội hình Goblin nó không sợ Gladiator đâu anh em ạ. Goblin không sợ Gladiator anh em nhá. Bởi vì là thứ nhất là nó trâu, thứ hai là nó dồn đam rất nhanh. Cái bộ Goblin nó dồn đam rất nhanh. Cái tầm mà đây rồi, ui rồi, thế này thì yên tâm luôn anh em ơi. Hai con Heaven Bomber. Được đấy, đây tôi lấy cái trượng phép cho nó. Đam cho nó to. Đây là nó có cái sự gọi là nâng cấp về đội hình rất nhiều nhá. Thêm một con Heaven Bomber 2 sao nữa. Tức là phải thêm hai con đấy. Như chúng ta đang đánh ở level 8 nhưng mà thực ra chúng ta đang đánh ở level 10. Khi mà ở đây là ở trên bàn cờ là có 10 con.
Còn bây giờ mà thêm một con Sky, à con sao Breaker là chúng ta có 11 con đấy nhá. Rất khỏe đấy. Ai vừa sang soi nhỉ? Hình như có thằng nào nó vừa sang soi tôi thì phải. Không để ý. Trên cái phiên bản này thì thực ra nhìn cái tên sang soi nó hơi khó nhìn. Chả hiểu. À đây đây đây. Đây có phải không? Có phải là Choke không? Choke đúng không? Choke vừa sang soi có phải không nhỉ? Choke vừa sang soi tôi xong rồi chào tôi này, chắc là Choke sang soi này. Thôi rồi, chắc là nhận ra tôi. Ơ nhưng mà có lên chào nhỉ? Có lên chào lại nhỉ? Mình xem kênh của bạn suốt thì chắc là chào tôi rồi. Tôi đoán. Quả này mà bảo không phải tôi thì nó vãi đái luôn. Thôi được rồi. Nói chung là cứ phải chào đúng tên thì tôi mới chắc chắn là tôi chào lại. Nhưng mà tôi đây trường hợp đặc biệt. Bởi vì thực ra là người ta sang nhà tôi người ta soi mà. Người ta sang nhà tôi người ta xem, chắc là xem có phải tôi không. Bàn cờ rồi kỳ thủ các thứ đi. Sang này chào, tôi nghĩ là đúng rồi đấy. Đúng rồi đây này. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Cảm ơn anh em nhá. Đúng rồi, đây fan rồi. Chắc chắn là fan. May quá, fan anh em ạ. Fan gặp fan là vui rồi. Đấy, trận đấu, trong trận đấu có fan ở trên kênh là nó phải nói là rất vui đấy nha anh em nhá. Tôi chỉ cực kỳ ghét với cái thằng anti thôi. Anti thì nó cũng chào nhưng mà chào theo cái kiểu khác anh em ạ. Nó có một cái kiểu chào nó khác. Anh em phải làm YouTuber, phải làm streamer anh em mới có thể là cảm nhận được cái đấy. Anh em trải nghiệm được cái đấy. Còn tôi ra tôi kể cho anh em thì anh em không cảm nhận được cái đấy đâu. Anh em ạ. Cái việc mà gặp anti ấy nó vãi đài lắm. Nhất là những cái trận đấu mà có những cái thằng mà nó im ỉm, nó chơi, nó đấm mình, đấy, nó xếp bài counter mình, nhưng mà đến lúc mà mình banh màu ấy, nó bắt đầu nó mới chào. Nếu mà chào kiểu là như nào nhỉ? Kiểu như là ô thế là hôm nay không có clip rồi à? Hoặc là ô Tuấn Cơm à, bây giờ mới đi có Tuấn Cơm. Chào idol nhé. Bye. Ôi, vãi đái luôn. Kiểu những cái tình huống như thế anh em cũng biết là tôi như nào, tôi cảm giác như nào. Ôi mẹ ơi, nghe thế mà cảm giác đắng lòng vãi cả đái luôn. Hơi cay. Có một chút hơi cay cay ở trong mắt. Ok. Đâu sao? Nói chung là trận này thôi bỏ qua những cái đấy nha anh em nhé. Trận này thì có nhiều anh em fan nhận ra và cũng chào tôi đi. Đấy là một cái niềm vui cho tôi khi mà có nhiều người yêu quý. Đấy. Và tôi cũng nói rồi mà, có nhiều người mà yêu quý thì cũng có nhiều người là không thích thôi. Đấy, đó là chuyện bình thường. Ok rồi thôi. Mèo lên 2 sao. Ok. Rồi. Tôi thêm cái con này vào. Dồn đồ cho nó luôn. Đâu rồi, bố set rồi. 5 đô anh em ạ. Đấy, đến cái tầm này lại phải ưu tiên 5 đô anh em nhé. Rôn cái lửa này. Ui, từ từ nhá. Heaven Bomber có thể là sẽ lên được 3 sao. Tôi sẽ bán hai con này đi. Rồi, không cần nữa anh em ạ. Bây giờ lên 9 là đủ bộ luôn. Lên 9 đủ bộ luôn nên là không cần con Skybreaker đâu. Bởi vì Skybreaker ấy, sorry anh em, Soulbreaker. Bởi vì Soulbreaker tí nữa bán á. Rồi yên tâm. Goblin thì không sợ bọn này anh em nhá. Goblin nó quá nhiều đam để nó có thể clear được cái bọn này. Đam to lắm anh em ạ. Trừ khi là những cái thằng Greater này này, nó phải lên được là lên được 3 sao và nó sẽ phải có những cái món đồ trấn phái ở round 25 thì mới ra mới ăn được thôi. Nhưng mà tôi cũng sẽ mạnh lên ở cái round 25. Đến round 25 thì tôi sẽ form được đủ bộ rồi. Anh em thấy không? Tôi nói rồi mà. Ra được cái bộ như này thì yên tâm là đến round 20. Sau round 20 thì người ta mới form đủ bộ. Đấy, yên tâm. Đây ui Heaven Bomber lên 3 luôn này. Được quá nhờ. Được đấy. Vậy là round sau là đủ bộ Goblin rồi này. Tạm thời bỏ mèo ra đúng không? Round sau đủ Goblin. 6 Goblin ở level 9. 6 Goblin kẹp thêm với cả con Lancer chắc chắn rồi. Secret Lancer. Đây là cái chuyện phép rồi anh em. Chơi Goblin thì chơi bắn trưởng thôi anh em. Rồi. Lên 9.
6 goblin á, 6 goblin á. Như này ok không? Hay là cho con này vào thay cho con này? Nhờ, ừ được á chứ. Cần gì mèo đâu, bỏ mèo ra là hợp lý rồi. Rồi các assassin vừa đúng lúc đủ bộ anh em ạ. Đấy mà cái tầm này thì lại không sợ rồi. Anh em fan hỏi kìa, trận này có lên clip không? Trận này có lên clip không bạn à? Thực ra thì tôi cũng chưa biết được là trận này có lên clip không. Với căn bản là nó phải có một cái tính hấp dẫn cơ. Nó chưa thấy tính hấp dẫn trong cái game này. Game này đang hơi một chiều. Từ từ đã anh em nhá. Tôi cũng chưa biết là có lên hay không. Có thể đó. Đang làm content nhưng mà có thể đó. Nó phải có một cái gì nó hay cơ anh em ạ. Chứ tôi thiếu gì clip top 1 đâu. Clip top 1 nhưng mà nó phải hay. Cái con game nó phải hay, nó phải hấp dẫn thì tôi mới lên clip anh em nhá. Đấy, anh em cứ xác định như thế. Tiêu chí khi mà tôi ra những cái clip ở trên kênh của tôi ấy là tôi sẽ phải chọn những cái clip hay nhất để tôi up lên. Đấy. Còn tôi không có up những cái clip mà nó không có hấp dẫn thì tôi không up đâu anh em ạ. Chủ yếu là lấy những cái clip hay đâu. Mong một lần được lên kênh của bạn kể cả trận này top 8. Anh em lại có lời với tôi như này đi. Bây giờ không ra clip thì nó cũng hơi áy náy nhỉ. Nhưng mà trận này trông nó hơi một chiều anh em ạ. Thôi thì cũng hứa với anh em mà tối nay lên cái clip này vậy. Thực ra một cái clip mà chơi Goblin ý, mà xanh ý, thì nó cũng không hay lắm. Tôi phải nói thật với anh em là như thế. Mà trận này không có ra con bom. Chưa ra bom. Không biết là có chơi được Goblin không đây. Kẹp 3 assassin vào này. 3 assassin. Nếu có dịp mình có thể chơi cùng bạn một trận được nữa không? Đương nhiên anh em. Được chứ. Ui giời ơi. Cái này thì nếu anh em là một fan chân chính thì tôi sẵn sàng chiều fan thôi nhá, không có vấn đề gì hết. Thì tôi lại làm trận nữa với anh em sau trận này. Nhưng mà anh em sẽ phải đợi tôi đấy. Anh em là đợi hơi lâu đấy nhá. Trận này thì bây giờ là anh em là sẽ phải đợi đến khi là mà tôi kết thúc cái trận đấu. Nhưng mà đấy thì anh em đã mất công đợi, chắc chắn là tôi sẽ không để cho anh em phải coi như là thất vọng rồi. Chúng ta sẽ ra làm trận nữa anh em nhá. Úi dồi, lay mà được lên clip vào cả công ty và follow. Ôi, công ty anh em và cả công ty chơi cả. Chơi auto chat. Thế thì càng quá nhỉ. Cả công ty đam mê auto chat này, anh em vào cái công ty nào mà hay ho đấy. Anh em có thể giới thiệu tôi được không? Để tôi vào công ty của anh em tôi làm. Dã man thật sự. Cả công ty treo tôi chết luôn. Ok. Rồi, nói chung là cái tầm này thì bây giờ tôi cũng khá là khỏe. Sailing Assassin này. Chơi gì nhỉ? Không ra bom anh em ạ. Chơi này không ra bom thì xuống hố sớm thôi anh em ơi. Tầm này bắt đầu yếu rồi đấy. Tôi có cảm nhận được cái độ yếu ở trong đội hình anh em ạ. Không biết là có giữ được đến round 25 không đây? Round 24 này. Hy vọng là sẽ giữ được một round nữa. Về căn bản là cái đồ anh em ạ. Cái đồ ở trận này không lấy cho đánh tay. Cái đồ ở trận này là lúc đầu xác định là chơi Goblin là dồn đồ cho máy bay với cả bom. Đấy nhưng mà bây giờ lại ra mấy cái con đánh tay này là nó hơi bị gọi là lạc lối. Witcher. À, Witcher kẹp với cả bắn trưởng đây. Witcher bắn trưởng. Ok. Ăn được. Đây là bộ Witcher kẹp với cả cái bọn linh mục ấy. Bộ hot bây giờ đấy. Rồi có con bọ hung này. Thay cho Dominator. Dominator này nói chung là không chơi với bộ assassin. Ok, 3 assassin đúng không? Trước ra mình kết bạn. Bạn cho mình chơi cùng một trận nữa. Ok thôi anh em. Tôi nói rồi mà.
Anh em cứ nghĩ là tôi lừa. Không anh em ơi, tôi đã nói là tí nữa là ra là tôi ra chơi với anh em, party với anh em. Chứ còn tôi có lừa ai bao giờ đâu. Anh em cứ sợ là tôi không chơi với anh em à? Anh em cứ đợi hết game thì chắc chắn là nếu mà anh em đợi được đến hết game thì tôi sẽ chơi với anh em. Ok nhá. Rồi, nói chung là cái trận này thì bây giờ vẫn đang slow boat. 3 assassin kẹp với cả 6 goblin. Thực ra cái bộ này ngày xưa nó cũng là meta đấy. Có một giai đoạn ở trong khoảng mùa 4, mùa 5 gì đấy là cái bộ 3 assassin kẹp với cả goblin nó là meta đấy. Rồi, bây giờ lấy cái đồ gì đây? Búa xét à? Búa xét hay là gậy tá ác anh nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái búa xét. Bởi vì bây giờ nó ra một cặp con assassin này, tôi nghĩ là ra assassin đấy. Còn một con nữa thôi mà. Hơi khó nghĩ một chút. Gậy tá ác hay búa xét? Tôi nghĩ là lấy búa xét. Lấy búa xét thì khả năng là con này lên 2 sao sớm thì nó gánh được. Nhưng mà nói thật là bây giờ đồ ấy nó cũng đang hơi bị gọi là chưa chuẩn nó lắm. Lấy mấy cái đồ bắn trưởng nhiều quá. Bây giờ nó đang thừa đồ. Làm nào tận dụng được hết tất cả các đồ thì nó mới có được cái đội hình mạnh em ạ. Gladiator này, cung đen chưa lên được 3 sao, ok. Vẫn ăn được tốt. Cái bộ này nó bắn như gãy mà. Không gây ra đam được. Anh em nhìn kìa. Không ăn được đâu, nhìn thế thôi anh em. Còn lâu mới giết được cái con xe linh. Gladiator nó còn phải có đồ cam thứ hai cơ. Đấy, với cả co nó phải lên 3 sao cơ. Cung đen lên 3 sao thì may ra mình có đủ đam để bắn xuyên giáp cái bọn này. Chán nhờ, không có bom nhờ. Hay roll khô máu quả này không? Đang ở level 10 roll khô máu không? Nhìn cái đội hình này là mất chuỗi luôn đấy anh em ạ. Yếu rồi, thôi roll đi. Stone Spirit mua không? Mua. Roll đi. Ủa đây rồi, Sailing Assassin lên 2. Máy bay, ok, kẹp máy bay vào. 6 mech đủ không? Đủ. Nhưng mà như này mất assassin. Không kích hệ assassin thì Sailing Assassin nó sẽ yếu hơn đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là như này vẫn chưa mất chuỗi ở đâu. Sailing Assassin dù sao cũng 5 đô 2 sao cũng gánh được. Chỉ cần một trận thắng thôi, xin một trận thắng thôi nhá. Round này thắng thôi là có bom. Có cơ hội có bom thôi chứ giờ cũng chưa chắc là đã có bom đâu. Thắng cái có công nghệ mech roll phát đã. Ok, ăn được không? Ăn được. Sao linh gánh được. Hay quá. Rồi, cái công nghệ mech đầu tiên anh em ơi. Được đấy. Roll cái nào. Từ từ nhá. Rồi, roll cái. Rồi ôi, không ra bom anh em ơi. Thế này có chết tôi không nhá. Không ra bom anh em ạ. Không ổn. Không ổn anh em ạ. Tôi vừa mới nhìn đội hình của địch. Thằng nào cũng to. Khả năng mất chuỗi là cao lắm anh em ơi. Đồ cho nó không hợp với cả tướng ra anh em ạ. Ra đồ bắn trưởng nhiều quá. Trận này đánh tay hơi khèo. Ra toàn trượng phép anh em ạ. Bây giờ mà có con bom với con máy bay 2 thì phải ngon nghẻ rồi không? Bom máy bay 2 rồi thì ca lông này, Dark Spirit đủ bộ luôn thì ngon. Đây cái trận này nó cứ ra mấy cái con 5 đô nhưng mà nó lại không phải cái bộ này ấy. Thế mới cay. Chứ còn nếu mà ra mấy cái con kia thì chắc là tôi xác định là tôi vô địch từ lâu rồi. Nhưng mà như này không vô địch được anh em ạ. Như này khả năng là toang là rất cao cái này. Tôi nhìn ở đội hình này là toang sớm. Toang sớm rồi đấy. Round tiếp theo là có khi vớ vẩn toang. Toang không? Chết rồi, máy bay không tung được trưởng. Thôi xong rồi anh em ơi. Toang rồi đây này.
Tôi biết ngay mà. Đấy, anh em thấy chưa? Ở đâu? Vẫn còn được. Được không? Ui. Mất chuôi với thằng Witcher. Thằng Witcher với bộ này nó khỏe lắm anh em ạ. Chết rồi, bây giờ tôi hết tiền nhá. Hết sạch tiền rồi mà bây giờ nó lại bị yếu ấy. Khó nhỉ. Bây giờ giữ Goblin không ăn được thằng nào hết. Giữ Goblin không ăn được. Bây giờ phải cố một round nữa chiến thắng nhỉ. Bây giờ mà được một round nữa chiến thắng để được một cái công nghệ bách lửa luôn ra con bom thì ngon. Cố không? Cố không nhỉ? Để cái này nguy hiểm thật đấy. Bây giờ chắc chỉ ăn được thằng Greater. Greater ăn được. Căng thẳng quá nhỉ. Tôi giờ tôi chỉ mong là gặp thằng Greater để tôi lấy cái công nghệ mech cuối cùng này, xong rồi tôi chuyển bài luôn này. Tôi roll một phát ra được mấy cái con 5 đô 2 sao tôi chuyển. Không ổn rồi, gặp lại thua mất. Thua rồi anh em ạ. Không ăn được. Gặp cái đội hình này full 2 sao đỏ. Đỏ kết hợp với cả gì cơ? Spirit à? Đỏ Saman đúng không? Đỏ Saman Spirit. Ui dồi ôi, nhìn kìa. Đẩy vãi cứt luôn. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Tầm này yếu nhất bàn cờ rồi. Tầm này yếu nhất bàn cờ rồi anh em ơi. Thực ra ấy, nếu mà vẫn cái đội hình này nhưng mà đồ tôi lấy sẵn cho cái con Sailing ấy thì nó khác. Đây là tôi không lấy cái đồ cho con Sailing em hiểu không? Nên là con Sailing bây giờ nó cũng khá yếu. Anh em thấy là thậm chí round trước là cái con Heaven Bomber ấy, nó có đồ ấy, nó còn gây được đam, nó còn nhiều con Sailing. Anh em nhìn ở cái bảng đam ở phía bên tay phải anh em cũng thấy là cái con Heaven Bomber nó 7k rưỡi. Con Sailing nó mới chỉ có là 5k7 thôi. Anh em thấy là đồ nó quan trọng lắm. Kể cả 5 tiền nhá, mà 2 sao mà không có đồ thì nó cũng là vẫn là phế thôi. Đấy, trong khi là cái con 1 tiền nhưng mà nó lại có đồ thì nó vẫn là khỏe. Trận này tôi nói rồi, ra bom, ra Dark Spirit 2 sao, ra bom, ra máy bay 2. Đấy, thì nó chuẩn đồ thì nó mới mạnh. Thôi được rồi. Chuẩn bị chuyển thôi anh em ạ. Bây giờ là không được rồi. Không ổn. Tầm này có khi thằng Assassin nó sang nó đấm rồi sắp mặt đấy như. Đang chuỗi công 7 dưới kia là biết là nó căng rồi. Đấy anh em thấy đồ thì không lấy được cái gì luôn. Cay thật. Hết này. Toàn trượng phép ạ. Ui bài này mà ra bắn trưởng nhá. Bài này ra mấy cái con kiểu bom nhá các thứ thì lổ thì chắc là cũng căng lắm ấy. Round này gặp Assassin tôi lé ganh tí anh em nhá. Chuyển đội hình tăng cơ xuống phía dưới. Căng quá anh em ạ. Setup như này là không phải setup để counter nó đâu, mà đây là setup để đỡ mất máu đây. Anh em ạ, setup và đội hình counter thì không counter nổi. Làm gì có cái cửa mà ăn được bọn Assassin. Đây nó chỉ gọi là xếp để làm thế nào để đỡ mất máu nhất thôi anh em ơi. À, bọn Assassin cẳng quá anh em ơi. Nhưng mà lọt một con thôi. Lọt con Velom. Ai chơi Assassin rồi đối với Long khỏe quá. Rồi cướp điên với Long. Giáp xoay. Toàn trần phái. Cũng may là không mất chuỗi cho cái thằng này. Thằng này nó sẽ đấm hết thôi anh em ơi. Thằng này chắc tôi nghĩ là thằng này nó sẽ đấm hết đấy. Kira này. Món đồ Kira được. Thêm đam được đấy. Thêm đồ đánh tay được rồi. Hay quá. Mà tôi cũng chưa biết là làm cách nào tôi có thể ăn được cái thằng Assassin Velom kia đây. Khi mà bây giờ tôi không có những cái món đồ mà nó giảm cái hồi máu. Giảm hồi máu đánh tay là không có. Bây giờ là đang chỉ có giảm hồi máu là phải bắn trưởng cơ mới được giảm cơ. Còn cái gậy như ý tôi không có thì bây giờ tí nữa đánh cái con đấy cái kiểu gì nhỉ? Nó đồ nó thế giới quá anh em ạ. Cướp điên với cả giáp xoay nó trấn phái con Velom đấy thì nó có hết rồi. Thì còn thằng này nữa này. Thằng này cũng khét nhá anh em nhá. Thằng này nó cũng rất khét đấy. Ủa chồng. Nhưng không ai biết thằng nào luôn. Nhìn thì bài rất là to nhưng mà tại thực ra lại không có. Ăn được này. À ui dồi anh em ơi, vì tôi có cái găng tay Kira đấy. Đấy anh em thấy không, thêm cái găng tay Kira, một cái món đồ gây đam tay là nó khác hẳn luôn.
Tôi cứ tưởng là tèo mà cuối cùng lại không tèo. Ờ. Rồi. Còn cái thằng Greater đúng không? Greater thì không sợ. Greater là cái thằng duy nhất mà tôi có thể ăn. Rồi xếp lại một chút. Tản sang hai bên anh em nhá, tản đội hình sang hai bên để đánh nhau với Greater. Thì chúng ta sẽ tản sang hai bên. Đấy. Rồi. Thế còn cái thằng Assassin thì tí nữa chúng ta cứ tăng cơ xuống dưới thôi, lộn những cái con mà gây đam lên trên để đánh với cả Assassin. Rồi gặp Greater. Ok, Greater này không sợ. Kể cả là nó có túp vào một chỗ như này anh em nhá. Không sợ, không sợ, không sợ. Greater này thì nói chung là đam bé lắm. Không đủ để ăn tôi đâu. Ui nhưng mà hình như nó dồn đồ cho cái con Skelenser. Skelenser khỏe này. Làm gì cứ ăn, làm gì cứ ăn. Ui khỏe thế, khỏe thế. Ui trói liên tục từ kia thì làm sao mà ăn được. Càng đấy. Đồ con này nó cũng thế giới luôn anh em ạ. Cũng là cướp điên, cũng là giáp xoay. Có hai tia. Hai tia thì cả hai tia này đều được cái hiệu ứng trói. Có thêm chén thánh nữa. Trầu thế nhở. Khó. Tí nữa mà cái con Skelenser của nó lên 2 sao thì cũng chưa biết làm nào ăn được đây. Thằng này nó chơi Greater hệ là 5 đô chứ nó không chơi là roll 3 sao 2 đô. 2 đô 3 sao mà nó chơi hẳn 5 đô luôn. Nó lên nó dồn đồ cho Skelenser luôn. Khó nhỉ. Cá lông bây giờ tầm này chơi nhéo nữa anh em, bán thôi. Không chơi lắm, cá lông máy bay giải tán thôi anh em ạ. Tầm này thôi. Đội hình này toang rồi, đội hình này toang rồi anh em nhá. Toang rồi. Xác định luôn. Chuyển bài. Gặp Assassin này, lại lộn lại đó. Assassin này thì cứ mỗi round là lọt một con thì cũng được. Lọt một con thôi nhá. Nói chung là Velomancer mà cướp điên giáp xoay thì nó đánh nó cháy lắm anh em ơi. Ui. 0.1 đấy anh em. Đánh 0.1 thậm chí là còn lên là 0.09 luôn ấy. Nếu mà lên 3 sao là lên 0.09. 0.1 là đấm 10 phát một giây rồi. Và còn kèm những cái cú crit nữa. 10 phát một giây thì cái giáp của cái con xe linh này nó có xi nhê ở đâu anh em. Đánh nó mất giáp nhanh lắm. Khó đấy. Thôi vứt con mèo đi. Cho 3 assassin vào. Khó đấy. Khó đấy, bắt đầu khó. Tầm này bây giờ là máu tụt nhanh lắm anh em ơi. Bỏ đi. Chuyển nha anh em nhá. Bây giờ mà không chuyển bài không counter được hai thằng đấy đâu. Bây giờ nó khỏe rồi. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ giữ bộ goblin này đến khi mà cái thằng Greater nó chết. Đấy bởi vì bây giờ nếu mà tôi chuyển sang là bộ hóa đá ấy, thì tôi cái bọn Greater nó đấm nó sấp mặt luôn. Nên là vẫn phải là đợi cái thằng Greater chết đã. Greater chắc chắn chết rồi. Greater không có tuổi đánh với Assassin đâu anh em ạ. Chắc chắn chết. Sớm muộn là nó sẽ chết thôi. Máu nó thấp hơn tôi rất nhiều. Cái lượng máu của tôi giờ đủ để tôi có thể là chơi được. Stone Spirit này. Bán luôn con này đi. Như này là có thêm Warlock nữa. Kẹp thêm Warlock vào. Ui toàn đồ phép luôn. Vãi đái thật. Toàn trượng phép luôn anh em ạ. Kể ra mà trận này nó ra bom thì chắc là tôi cũng vô địch rồi anh em ạ. Nếu ra bom cay cái chỗ đấy. Thế là không chơi được goblin nữa. Chứ còn nếu mà ra bom thì ăn bọn này ngon rồi. Ăn được thằng này không? Kẹp 3 assassin rồi nhá. Hồi máu ác quá nhở. Nhưng mà có 3 assassin rồi anh em ơi. Có crit. Có crit. Có crit rồi. Hay quá. Ơ nhưng mà đây là bản sao. Linh hồn nửa này. Chết đi bạn ơi. Chết đi còn đội được chuyển đội hình nào. Đây là chuẩn bị đội hình để counter cái thằng Assassin anh em nhá. Nhưng mà thằng Assassin bị mất chuỗi cho thằng Greater ạ. Vãi đái thật. Không ổn. Greater giờ nó to lắm rồi đấy. Bây giờ tôi chỉ kẹp 3 assassin rồi tôi kẹp
cái bộ Goblin thì tôi ăn được thằng Gladiator bởi giáp nó to thôi. Đây. Úi rồi, úp lồng bên kia thì lại không ăn được rồi anh em ơi. Khó rồi. Ăn được không? Úi vẫn ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Xài linh rất trâu. Có đồ Kira anh em ạ. Xài linh có đồ Kira cộng với cả giáp, cộng với cả Warlock. Giáp của Goblin đi chưa bạn ơi? 12 màu vẫn chưa đi. Vẫn còn 2 màu, ra sau đi. Tôi thì lại thua cái thằng Assassin. Cái tầm này lại không ăn được Assassin. Đấy. Bây giờ nó là 3 bộ counter nhau anh em ạ. Tức là tôi thua Assassin. Assassin thì lại thua Gladiator. Tôi lại thắng Gladiator. Dark Spirit 2 sao, hay quá. À mà round sau là nó chưa đi được. Round sau rồi nó lại gặp cái thằng Assassin thì nó lại ăn được thằng Assassin. Đấy. Tôi thì bây giờ lại tôi lại gặp Assassin thì tôi lại thua này. Gặp Assassin thì bây giờ lại nó lại đẩy cho. Nhưng mà thực ra mất lọt một con thôi, lọt một con thôi. Chúng ta sẽ lọt một con Velom. Mà bây giờ Assassin nó lên được 10 rồi đấy. Rồi tôi chúng ta lại chuyển những cái con tăng cơ xuống phía dưới. Ui vậy đài ốc 3. Assassin lên 10 đã kẹp được thêm Warlock và Beat vào rồi. Phải quá anh em ơi. Ui mà nó, bây giờ nó dồn đồ cho Sailing. Ui Sailing nhiều đồ thế. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Thua, 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 thua. Nó có cái găng tay Kira, nó chuyển đồ cho Sailing luôn. Đấy anh em thấy không? Chuyển đồ cho Sailing một cái là bọn cái bọn Gladiator là nó bay vào ngay. Rồi, Gladiator chết rồi. Bây giờ mới là chính thức là solo đây. 1v1 bạn ơi. Đây rồi. Bây giờ là phải chuyển bài như này. Đây đây. Từ từ có thêm cái món đồ đánh tay cho con Sailing Assassin của tôi. Mà Sailing Assassin của tôi đồ so với đồ của nó thì còn kém xa. Đồ của địch khỏe hơn nhiều. Thôi tranh thủ roll thôi anh em ạ. Roll thôi. À từ từ đã. Từ từ đã. Kiếm lên cái con Khan vào lấy cọc. Lấy cọc để counter Assassin. Khó nhỉ. Rồi roll thôi. Roll full cái bọn này lên 2 sao đã. Kiếm cọc thì chắc là vứt cái con Secret Lancer thôi anh em ạ. Secret Lancer thực ra không cần. Nó không cần ở trong cái bài này. Tí đánh có thể là 3 Assassin kẹp với cả 6666 hòa đá. Đây rồi, có cọc rồi anh em ơi. Thôi rồi. Đủ bộ chưa? Thực ra cái găng tay Kira nếu mà chuyển như này này thì nó chỉ được có 3 tầng thôi anh em ạ. Nó chỉ tính là con Stone Spirit này, con Velom và con tư tế hàng ngày thôi anh em ạ. 3 tầng không phát huy được nhiều lắm cái sức mạnh của nó. 3 tầng Kira mang tiếng là đồ Kira là khỏe nhưng mà không được anh em ạ. Đồ Kira này cộng ít quá. Mất một nửa. Rồi như này có vẻ mạnh hơn này. Tôi đang tính một chút. Có khi là như này không ăn được là phải chuyển lên phát lửa đấy. Này, chưa chắc đã ăn được đâu. Không ăn thua. Không ăn thua. Tôi nhìn là tôi biết rồi. Cái con Tsunami lúc mà nó hất tung ấy. Cái bọn Assassin lúc mà nó bay lên trời thì nó không bị hất tung anh em ạ. Mẹ. Quái đái thật. Lúc mà cái bọn Assassin nó di chuyển mà cái hất tung nó hất lên ý là bọn nó sẽ không bị hất tung. Đấy chính là cái lý do tại sao mà cái bọn Assassin nó vẫn là tier S đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi ăn được không? Ăn được không? Ui hai con solo với nhau này. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không bạn ơi? Ăn được không? Ui nó đầy máu kìa. Tôi không có cái gậy như ý anh em ạ. Bây giờ tôi không có cướp điên, đồ nó hơn hẳn luôn ấy. Anh em thấy không? Gần đánh nó chết rồi mà nó bật lại được luôn. Bởi vì nó làm sao? Bởi vì nó là cái con Assassin, Sailing Assassin trong bộ 6 Assassin.
Và nó có được hưởng cả Kira, nó còn được hưởng cả cái cướp điên nữa. Chính vì thế là nó khỏe lắm anh em ơi. Nếu mà so sánh thì vẫn là cái TS thôi, cái line up TS thôi. Nó rất khỏe. Khó nhờ, bây giờ như này không ăn được. Còn vừa nãy tôi còn nói với anh em là tại sao ấy, cái bộ mà 6 đỏ kẹp Hunter kẹp với cả con Light Spirit ấy, mà cái con Tsunami nó hất lên ấy, bọn Assassin này nó cũng có bị hất tung đâu. Anh em thấy không? Nó lướt được ra đằng sau mà. Khổ. Bây giờ phụ thuộc vào cái đóng đá của cái bộ 6 Spirit thôi. Nhưng mà đấy anh em không ăn thua, con này nó trâu lắm. Hai cướp điên, phải đài thật. Bây giờ cái bộ này của tôi thì nó cũng mắc binh rồi còn đâu. Dark Spirit 2 sao rồi. Light Spirit 2 sao, bây giờ chỉ còn có con Tsunami 2 sao nữa là hết. Nhưng mà vấn đề là Tsunami nó phải như nào cơ. Như này chưa ổn. Tsunami nó phải hất tung trước khi bọn kia nó bay lên thì được. Đấy, tức là nó phải có một cái gì nào. Có sắp băng rồi, cũng không được. Ảo thật đấy. Tôi có cái sắp băng cho Tsunami rồi mà tung trưởng vẫn bị muộn hơn so với việc bọn Assassin nó bay lên trên. Ê như này. Đó, những cái con ở đằng sau anh em thấy không? Những cái con, những con ốc nó bay đằng sau nó có bị đâu. Bây giờ ấy, nếu mà muốn là có thể ăn được bọn này, tôi nghĩ là nó sẽ phải là một con Tsunami 2 sao. Ơ, rao này ăn được không? Rao này ăn được này. Ui, hay quá, vẫn ăn được, tức là vẫn có rao thắng, rao thua anh em ạ. Từ từ nhá, bình tĩnh. Có thể là nó sẽ phải thay đổi một chút thì mới ăn được. Có thể nó sẽ phải thay đổi một chút. Hay là bây giờ tôi kiếm con Silent Assassin 3 sao, đúng không? Silent Assassin 3 sao có sẵn trứng ở đây rồi. Ui, nhìn này. Hai con nữa thôi. Hai con Silent nữa thôi nhá. Hai con Silent và một con Tesu. Thừa trứng rồi anh em ơi. Hai con Silent nữa thôi. Tiền nhiều đấy kia có đủ để ra được hai con Silent không nhỉ? 45 tiền. Hơi bị căng thẳng luôn. Không ổn. Tôi vẫn chưa thấy cái con Tsunami nó có thể là có cái tác dụng ở trong cái con game này. Cái hất tung của nó gần như là nó không có tác dụng. Đấy, nhưng mà tôi lại đang giành chiến thắng này anh em này. Rồi. Rao sau hết tiền anh em nhá. Rao sau là bắt đầu chia máu rồi đấy. Khả năng là rao sau là chia máu. Hay rao này nhỉ? Nếu mà rao này chia máu luôn thì nguy hiểm quá nhỉ. Rao sau lọt phát là thua luôn. Mà rao này nếu mà chưa chia máu thì vẫn có thể sống được rao nữa. Sợ thật đấy. Tốc độ roll của tôi thì nó không nhanh lắm đâu. Không biết là có kịp không. Con Tesu ở trận này cảm giác phế quá, không có tác dụng. Ui, tôi chết rồi, đeo có đồ anh em ơi. Cả hai món đồ cam đều không dùng được. Điên vãi. Ui, lại ra trứng này. Để làm cái gì đâu. Ui, đây rồi, khan rồi. Ơ kìa. Đây rồi, Tsunami 2 sao. Thôi, đây anh em ơi. Chốt nha anh em nhá. Chia máu rồi anh em ạ, bị chia máu rồi. Rao này lọt là thua luôn đấy. Lọt thua luôn đấy. Đây tôi bỏ hai cái con Spirit ra, tôi lấy thêm hai tầng Kira anh em nhá. Lấy 5 tầng Kira kết hợp với cả khống chế. Thêm khống chế Tsunami 2 sao và con Siren 2 sao. Vứt bớt cái con đánh xa ra thôi. Ui rồi anh em ơi. Ui rồi ôi anh em ơi, về ăn luôn này. Ui giời, em thấy chưa? Tính toán đến vị trí của tuần cơm quá hay luôn. 6 Spirit lại không bằng 4 Spirit đâu. Thêm 2 tầng Kira khác hẳn anh em ạ. Tăng đam lên. Quẩy một lúc cũng chết hết. Ủa. Quá xuất sắc. Trời ơi, sao mà tôi thắng phục của tôi thế nhở. Tôi phải nói là tôi phục tôi đến thế là cùng rồi. Ảo thật đấy. Mặc dù đồ không có đồ nhá, kèm hơn bao nhiêu đồ luôn ấy. Đồ cam, cái ram cuối cùng đéo có đồ cam luôn, chả ghép được cái mẹ gì. Thế mà rồi chuyển hướng phát ăn luôn. Ảo thật. Thôi thì cũng chỉ có công nhận là thôi tôi đánh hay đấy. Chứ còn biết làm nào bây giờ. Biết có cái gì để có thể giải thích được ra cái tình huống vừa rồi bây giờ. Đánh hay. Anh em nhá.
Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em sẽ chọn một trong hai clip ở màn hình kết thúc. Đều là những clip rất hay và hấp dẫn anh em nhé. Bởi vì cái trận này tôi chơi Goblin ý, nhưng mà cuối cùng thì tôi lại không thể chơi được Goblin. Tôi phải chuyển bài nên là anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi bộ Goblin đến tận late game luôn. Và có một cái cú lè ganh rất hay ở trong cái trận đấu mà có bộ 9m counter bộ Goblin và tôi không ra được cái con Secret Lancer 2 sao. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi bộ Goblin nhưng mà theo phong cách Hyperdrone ở level thấp anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!